Ngươi cảm thấy là ngươi còn cần phải chạy sao? Truy Nhật, có phải là ngươi rất sùng bái chủ nhân cao thủ U Nhã của ngươi không? Hey, chúng ta lại có tiền để lãnh nữa rồi. Bắt nha môn, bắt được đại đạo Trần Khôi, thưởng 500 lượng. Làm gì vậy? Ổn sự. Đây là trọng địa của nha môn, người không liên quan không được tới gần. Nào tiểu ca, đừng căng thẳng chứ. Chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch đi. Đây, đại đạo Trần Khôi. Mau, đi gọi thủ lĩnh đi. À, thủ lĩnh, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Thủ lĩnh, đây đúng là trọng phạm đầu bản Trực Khôi. Dám hỏi sao ngươi lại bắt được hắn? Ta nhặt được đó. Hả? Nhặt sao? Hey, bổn thiếu gia còn có hẹn với cô nương của Bách Hoa Lâu. Mau đưa tiền đi. Rất tốt, đủ bạc nguyên chất, không thiếu một đồng. Đi đây, không cần tiễn. Xin hỏi đại danh của hiệp sĩ? Tật Xung. Không lẽ hắn chính là... Đúng, chính là hắn. Tính cả lần này, trong vòng 10 ngày, cả 4 tên tội phạm lớn trong kinh thành đều bị hắn bắt được. Người này lai lịch thật bí, không đơn giản đâu. Châu Ngọc Danh Nhi. Người lại làm gì ra vẻ thần bí dữ vậy? Công tử nhà ta muốn nói chuyện làm ăn với người. Nhưng mà ngươi không hề có thành ý chút nào. Đã bàn chuyện làm ăn mà lại mai phục nhiều vậy? Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Xem ra người có thể tự mình bắt được 4 tên tội phạm lớn tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, thân thủ phi phàm đó. Có bao nhiêu tiền thì bản lĩnh của ta tới đó. Sảng khoái. Người đâu? Tìm Khang Ký Diễn Y. Những người săn tiền thưởng này đều giống như người, lấy tiền làm việc. Nếu ngươi đồng ý thì họ sẽ nói cho người biết là phải làm gì. Sau khi thành công còn được trọng thưởng. Nhưng ta có một quy củ. Bọn ta là ai? Mục đích là gì? Không được hỏi tới. Không hỏi. Tuyệt đối không hỏi. Vậy thì hãy lo hoàn thành nhiệm vụ đi. Ngươi là một nhân tài. Xem ra sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác. Ê, chỉ cần công tử có tiền thôi thì nhân tài như ta chắc chắn sẽ là của công tử. Ta đi trước đây. Hoa Khôi của Bách Hoa Lâu trễ giờ là không ra nữa đâu. Điện hạ,
những kẻ săn tiền thưởng này đúng là thân thủ rất phi phàm, nhưng họ lai lịch bất minh, rồng rắn hỗn tạp, có thể tin bọn họ được không? Hải nạp Bách Xuyên thành công rất lớn, chỉ cần có tác dụng với ta thì dù là loại đầu trộm đuôi cướp đi nữa cũng sẽ có tác dụng. Thứ bổn dương cần chính là chúng không hỏi lý do, chỉ cần tiền làm việc. Bởi vì như vậy, cho dù mọi chuyện bại lộ thì lửa này cũng chẳng cháy nổi tới chỗ chúng ta được. Nè, tới đây, tới đây. Nhìn coi ai tới nè. Hey, ngoan lắm. Mau lên, mau lên, mau lên. Ngoan lắm, ngoan lắm. Nào, coi thử ta đem cái gì tới nè. Ngoan, các đệ ra kia chơi đi. Ta tìm mẹ các đệ nói chuyện, có được không? Đi, đi, nhanh lên. Được. Giờ này vẫn ổn chứ? Bọn trẻ sống có tốt không? Còn đủ tiền dùng không? Sẽ nhanh thôi. Ta sẽ có một khoản thu nhập lớn. Tới lúc đó, mọi người sẽ không phải lo về chuyện tiền bạc nữa. Không chỉ là mọi người, mà cả người ở thôn bên cạnh cũng đều sẽ có tiền. Lúc đó ta có thể nuôi bọn trẻ lớn rồi. Đại nhân, ngài đừng để trong lòng. Sớm muộn gì thì họ cũng sẽ hiểu ra thôi. May mà có ngài đó đại nhân à. Suốt những năm nay, mọi người mới có thể vượt qua được mùa đông và thiên tai. Phủ Bột Dương. Khởi bẩm chủ tử, xe ngựa đã được chuẩn bị đầy đủ rồi. Quận chúa đâu? Quận chúa và công chúa mới sáng sớm đã đi ra ngoài rồi. Chuyện gì? Theo như thuộc hạ biết, vì để chuẩn bị cho tiết thất tịch tối nay, công chúa đã mời quận chúa ra phố một chuyến để mua vài thứ. Ôi trời ơi, mông của tôi sắp ê ẩm hết trơn rồi. Cô ta tính chuẩn bị cái gì vậy? Nơi hoang dã này có thể kiếm được thứ gì chứ? Ôi trời. Tư duy của công chúa không phải là người thường có thể hiểu được. Ôi trời, tới rồi, chắc chắn là tới rồi. Trích Tinh tỷ tỷ, xuống đây đi. Tham kiến công chúa. Xin hỏi công chúa, tại sao lại tới đây? Bổn công chúa nghĩ là chiến trường bắt giặc phải bắt vua trước, tình trường muốn bắt tim phải bắt dạ dày. Bột Dương ca ca thích ăn thịt, bổn công chúa muốn cùng Trích Tinh tỷ tỷ cùng nhau đi săn, chuẩn bị một bàn tiệc thất tịch đầy thịt luôn. Chỉ cần Bột Dương ca ca ăn thịt một cách vui vẻ, bổn công chúa có thể tưởng tượng ra tối nay nhất định sẽ nhiệt tình như lửa. Sao vậy? Bộ tỷ tỷ không muốn hả? Suốt đường bôn ba, chân của Trích Tinh có hơi mỏi một chút. Nếu muốn cưỡi ngựa, bổn công chúa sẽ thông cảm. Ta sẽ nhường tọa kỵ băng nhi của ta cho. Ngồi lên nó như ngồi trên đất bằng vậy đó, vô cùng vững chắc luôn. Tỷ tỷ chỉ cần ở bên cạnh nói chuyện cùng kỵ mã của ta là được rồi. Tỷ coi bờm của băng nhi nhà ta đẹp biết bao nhiêu. Công chúa, tôi thích nhất là cưỡi ngựa đó. Hay là để tôi đi cùng với người ha. Ta thông cảm cho tỷ tỷ đủ chuyện rồi, sao tỷ lại không biết điều vậy chứ? Lúc ở nhà không có một ai dám từ chối ta hết, tại sao ở bên ngoài thì lại... Được, ta sẽ cùng đi săn với công chúa. Quận chúa, chân của người. Quận chúa, chân của người chưa khỏi sao cưỡi ngựa được chứ? Ta sẽ tự biết cẩn thận, yên tâm đi. Vậy tôi sẽ bảo vệ cho người.
Quận chúa, cẩn thận đó. Tỷ tỷ à, theo ta đi. Công chúa, tôi chạy chậm thôi, ta đuổi không kịp rồi. Công chúa. Người sao vậy? Băng Nhi! Băng Nhi thật ngoan, về nhà tỷ tỷ sẽ thưởng cho ngươi nha. Còn về cái cô Mã Trích Tinh đó, tuy cũng có hơi đáng thương, nhưng vì nghiệm chứng tình yêu của Bột Dương dành cho ta, phải phiền cô ấy hy sinh một chút. Người đâu? Mau tới đây! Mã Trích Tinh bị thương rồi! Có ai không vậy? Chủ nhân, đám người này đều là thị vệ và thị nữ của công chúa. Vậy công chúa đâu? Thị vệ của công chúa võ công được thượng thừa, nhưng mà hai người này lại bị một đao lấy mạng. Có thể thấy hung thủ không phải là kẻ đạo tặc bình thường, mà là cao thủ thượng thừa trên giang hồ. Chủ nhân, vậy theo ngài thấy công chúa có khi nào... Chuyện này không hề đơn giản. Hả? Đây đều là người ở bên cạnh công chúa mà. Sao lại như vậy hả? Điện hạ, lão phu nghe nói tối qua là ngày đã có xảy ra xung đột với Bảo Đà công chúa, khiến cho công chúa trong lúc tức giận rời thành trong đêm, cho nên mới gặp phải đạo tặc ám sát. Bột Dương, nếu không phải ngài chọc giận công chúa nhà ta thì sao quái lại bỏ đi? Công chúa nhà ta ở trong Dương phủ ngài đã xảy ra chuyện, cho dù ngài có là hoàng tử cũng khó tránh khỏi tội đó. Truy cứu tội của Bổn Dương trong lúc này không phải là chuyện cấp bách. Tìm thấy công chúa mới là việc cấp bách. Sao hả? Muốn khai chiến sao? Là ngài vô lễ với Bột Dương điện hạ của bọn ta trước. Nếu còn tiến lên một bước, đừng trách bọn ta vô lễ. Lùi xuống. Rõ. Rõ. Chủ nhân. Bột Dương, nếu công chúa nhà ta cho dù là bị thương một chỗ nào, Đại Dương nhất định sẽ phái đại quân tới đây đó. Trưởng hộ vệ đừng vội, chúng ta nhất định sẽ tìm công chúa về. Tam điện hạ, bệ hạ có lệnh, lên ngài cùng trưởng hộ vệ hai người mau chóng về cùng tiếp kiến. Chuyện tìm công chúa bây giờ có thần lập tức tiếp nhận. Đi.
Bột Dương là trọng phạm triều đình, không ai được vào gặp hết. Mời Mã quận chúa về cho. Ngươi có biết quận chúa là Bột Dương phi tương lai không? Còn dám làm khó cô ấy. Nói câu khó nghe, tìm không được công chúa của bọn ta, lúc đó các ngươi còn có Bột Dương hay không? Cũng khó nói lắm đó. Bọn ta cũng giống như trưởng hộ vệ, cũng cầu mong công chúa được bình yên trở về. Việc nên làm trước mắt không phải là tương tàn, mà phải đồng tâm đồng lực. Lời hay thì ai cũng nói hết đó. Quận chúa, đừng có phí nước bọt nữa, mời về cho. Nếu đã vậy, vậy ta và trưởng hộ vệ cùng làm cuộc trao đổi. Nếu như ngài cho ta vào gặp Bột Dương một lát, thì trước giờ ngọ ngày mai ta nhất định tìm được Bảo Na công chúa. Nếu không, Trích Tinh chấp nhận chịu phạt. Thế nào? Lấy hai mạng để đền, vậy cái giá này cũng không quá kém chứ? Nếu quận chúa đã nói như vậy thì xin mời vào. Cùng chết chung là điều quận chúa muốn sao? Ta muốn chết cùng với Bột Dương điện hạ thật. Nhưng điều ta càng mong muốn hơn là có thể cùng điện hạ tiếp tục sống. Ta đã nghe Hải Điệp nói hết. Điện hạ cũng vì lo lắng cho vết thương của ta nên nhất thời nặng lời với Bảo Na công chúa, nói ra chuyện ban hôn và trả lại lễ vật. Nếu đã biết hết mọi thứ ngài đã làm, ta còn có thể đứng ngoài được sao? Quận chúa hiểu lầm rồi. Ta trách móc Bảo Na vì vết thương của nàng, chỉ là do nàng là Bột Dương phi, vì bảo vệ danh tiếng triều đình mà thôi. Vậy điện hạ để lại túi thơm này trong tay ta thì sao? Đây cũng là bởi vì ta là Bột Dương phi sao? Ta đã đi gặp bệ hạ thỉnh chỉ. Ta sẽ cùng với cấm vệ quân đi tìm Bảo Na công chúa. Không được đi. Bây giờ ta đang ở Đại Lao, không thể bảo vệ nàng được. Vậy thì hãy để ta bảo vệ ngài. Cho dù là chuyện nguy hiểm ra sao, ngài cũng từng làm gì ta rồi, đúng chứ? Khi ta còn chưa phải là Bột Dương phi, ngài đã bất chấp cứu ta từ tay thiếu chủ Thông Châu, không màng tất cả bị thương vì ta. Cũng vì căn bệnh cũ của ta mà ngay trong đêm mưa gió chống lại từng tầng cấm quân kháng lệnh đưa ta về phủ. Rồi phá lệ cho ta vào biệt viện riêng của ngài, an ủi Trích Tinh khi Trích Tinh đau khổ. Và lúc này ngài lại vì ta mà bị nhốt trong đại lao. Cho dù tất cả mọi thứ mà ngài đã làm chỉ vì ta là Bột Dương phi được ban hôn thì cũng không sao cả. Không phải bất cứ nữ tử nào trở thành Dương phi của ta cũng đều khiến ta quan tâm như vậy. Chỉ vì nàng chính là Mã Trích Tinh.
Món quà thất tịch này để cứu được Bảo Na công chúa, ngài hãy tận tay tặng ta. Bản tính của nàng một khi đã quyết định còn khó khuyên hơn cả Bảo Na. Lần này ra đi, mang theo Giang Diễn, Mạc Tiêu, Hải Điệp, nhất định phải cẩn thận đó. Người bắt công chúa đi, võ công cao cường, hộ vệ bên cạnh công chúa, tất cả đều một đau mà chết. Chú ý an toàn. Đa tạ điện hạ đã nhắc nhở. Ta còn muốn mượn một thứ trên người ngài nữa, dùng để làm bùa hộ mệnh cho mình. Ta muốn máu của ngài. Quận chúa, quận chúa, quận chúa à. Sao rồi? Đây là thứ cô kêu tôi đem theo phấn hoa nguyệt mà công chúa yêu thích nhất. Theo lời quận chúa dặn, đã mang theo chiến lan trong một quân. Quận chúa cẩn thận, chiến lan tuy đã thuần quá nhưng chỉ nghe theo chủ nhân, chỉ có chủ nhân mới tiếp cận được. Chỉ nghe theo bột dương thôi, muốn thuần quá một chú sói thì phải có bản lĩnh thắng nó, như vậy nó mới thuần phục ngươi. Đi đi, bổn dương ở đây đợi tin tốt của nàng. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi cứu bột dương và công chúa. Đưa ta đi tìm chủ nhân của mùi này, Bảo Na công chúa. Quá ra hợp phấn dùng vào diện này, mùi của hợp phấn cũng giống như mùi trên người của Bảo Na công chúa. Chiến Lan dùng khứu giác của mình có thể tìm được công chúa ở nơi rừng núi Quang Sơn. Mạc Tiêu, mở lồng nhốt sói ra. Dạ. Tật Sư huynh, Cụ huynh, thế nào? Tật Sung huynh, lần này đều nhờ huynh áp trận, chúng ta mới có thể thuận lợi bắt được cô nương này. Nào, ta xin kính huynh đây. Hay là anh về đi, sau 3 ngày nữa ta lấy thêm một chút ngân lượng cũng xem như là bù đắp lại cho ta. Tật Sung huynh đúng thật là nhanh người nhanh miệng thật đó. Không, ta đây là có sao nói vậy thôi. Tật Sung huynh, con chim này là của huynh sao? Nó tên là Truy Nhật, là huynh đệ của ta. Nó hả? Cũng giống như thiên nhãn của ta, có thể giúp ta nắm chắc tình hình ở trăm dặm quanh đây. Nói như vậy là tình hình gì chứ? Chính là thể hiện kẻ địch đang ở quanh đây. Họ hả? Truy Nhật, hay là bây giờ người đi trước đi. Chuyện này thú vị rồi, nghe tiếng sói gầm, nhìn thấy sát khí, con sói này sao giống như tới báo thù vậy. Quận chúa, người lắc cái chuông này cũng vô dụng thôi. Chiến lan này đâu phải là lan tử trước đây, sao có thể nghe thấy tiếng chuông mà quay về được chứ? Ta lắc cái chuông này là mong chờ chiến lan có thể ngửi thấy mùi của điện hạ, sau đó quay lại. Nhưng mà xa như vậy, nó có ngửi thấy được không? Thank you.
đi theo Chiến Lan mà. Đi đi. Rải bộ cặp độc rồi đem người đi tìm một chỗ an toàn khác ẩn nấp. Có thể sai khiến được con sói này chắc chắn là một cao thủ, không một lần giải quyết e là hậu quả khôn lường. Các người đi trước đi. Điều mà ta chờ đợi nhất chính là đánh nhau với cao thủ. Con người ta không thích cảm giác bị người ta đuổi mãi không thôi. Được, vậy thì vất vả cho Tật Xung huynh rồi. Yên tâm, ta thích nhất là cho người khác bất ngờ mà. Đi. Ở bên đó. Quận chúa, mọi người coi, hình như là ngựa của công chúa kìa. Đúng rồi, là ngựa của công chúa. Công chúa? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Băng Nhi, ngươi còn nhớ ta chứ? Chúng ta tới để cứu chủ nhân của ngươi. Ngươi cũng rất lo cho công chúa đúng không? Không ngờ ngươi ra lệnh cho con sói đó lại là một nữ nhân. Băng Nhi, ngươi bị sao vậy? Sao hơi thở của ngươi lại nóng như vậy? Sao lại thở gấp gáp vậy chứ? Băng Nhi, Băng Nhi. Con ngựa này bị trúng độc rồi. Bề ngoài có vẻ không sao, thực ra độc tố đã ngấm sâu vào tâm mạch. Chỉ cần nó chạy nhanh quá 5 dặm, độc tố sẽ khuếch tán toàn cơ thể mà chết. Là kẻ gian nào đã ra tay độc ác với con ngựa của công chúa như vậy chứ? Bảo Na công chúa là người yêu ngựa, hơn nữa ngựa đều được chăm sóc trong chuồng ngựa ở hành cung. Hành cung của công chúa canh giữ nghiêm ngặt, hơn nữa người thường căn bản khó có thể lọt vào. Người bình thường rất khó để lọt vào. Vậy trừ khi là... Trừ khi là gì vậy? Thật không ngờ lại bị điện hạ đoán trúng. Bảo Na mất tích không phải ngoài ý muốn. Nếu đối phương là kẻ gian nhất thời nổi ý đồ xấu, tại sao chỉ giết tỳ nữ và thị vệ, rõ ràng biết thân phận thực sự của công chúa? Vì vậy Bảo Na không phải mất tích, mà là bị bắt cóc. Bắt cóc? Không sai. Hơn nữa vụ bắt cóc này chỉ sợ là bên trong có nội gián thông đồng bên ngoài. Nếu như suy luận theo hướng của nội gián, vậy thì trong cả câu chuyện này hoàn toàn có thể giải thích được rồi. Kẻ gian lo lắng ngựa của Bảo Na chạy nhanh, vì vậy ra tay với ngựa trước, đợi khi công chúa ra khỏi hoàng thành sẽ bắt cóc cô ấy. Xem ra có người dày công lên kế hoạch. À, vậy theo như mọi người nói, nếu như thật sự có nội gián, vậy nội gián là ai? Ngựa yêu thích của công chúa được để trong chuồng ngựa của hành cung, trước nay do ai cai quản? Hơn nữa có thể nắm chắc hết tất cả mọi nhất cử nhất động sau khi công chúa tới. Nếu nói như vậy là đám người nhị điện hạ. Ai chứ? Nhị điện hạ sao? Việc cấp bách trước mắt là tìm thấy tung tích của công chúa. Còn về nội gián đó là ai? Doãn Dương phủ người rất đông, nhị điện hạ chưa chắc đã liên quan chuyện này. Tất cả vẫn khó kết luận. Để cứu được Bột Dương, chúng ta hãy tính sao. Trời sắp tối rồi, sau khi trời tối sẽ càng khó tìm hơn. Chúng ta mau tăng tốc, tiếp tục lục soát xem có tìm thấy manh mối khác không. Dạ, dạ quân chúa. Không thể để cho đám người này phá hỏng vụ làm ăn của ta. Ta cần phải giữ chặt ông thần tài Doãn Dương này. Không ngờ chân tướng thú vị như vậy. Nữ nhân này có thể nhìn thấy sự phức tạp phía sau. Cô ta rút cuộc lại. Quận chúa, cô không sao chứ? Ta không sao. Mọi người cẩn thận, xung quanh đây vẫn còn rất nhiều bọ cạp độc. Mắt thấy mỹ nhân gặp nguy, ta thật sự không nhịn được, chỉ đành anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Đa tạ đã giúp đỡ. Cho hỏi, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây? Tại hạ là Tật Xung, là một thợ săn tiền thưởng lấy tiền làm việc. Ta đây có lẽ cũng là một trong những người các ngươi muốn tìm. Ngày trước, kinh thành có một công chúa thần bí với giá trên trời, triệu tập tất cả hiệp khách trên giang hồ tới hoàng thành, muốn chúng ta liên thủ làm một vụ làm ăn. Mục đích là bắt đi một cô nương ra khỏi thành một mình. Dừng tay. Ê! Đừng.
ta đã sớm trở mặt với đám người đó rồi, như nước với lửa. Khi bọn họ bắt người về xong rồi, ta mới phát hiện người chúng bắt về lại là một tiểu cô nương yếu đuối. Chuyện này trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc làm người của ta. Đúng lúc ta muốn rút lui thì đám giang hồ đó, chúng lại trở mặt không nhận người, muốn giết người diệt khẩu. Vậy sao ngươi không chết chứ? Ý trời đó. Nè, đúng lúc bọn ta đang chiến đấu ác liệt, đột nhiên xuất hiện một con sói hung mãnh, mắt lầm lầm nhắm vào bọn ta. Đám người này nhanh chóng rút lui. Nhưng lúc hỗn loạn, ta chạy trốn ra sau một gốc cây to rất an toàn. Ê, nếu không phải vì thấy vị cô nương này sắp bị đám bò cạp nguy hiểm chúng thả ra cắn bị thương, ta vốn định ngủ một giấc cho no say rồi một mình đi xuống núi. Mấy năm nay muốn làm một người tốt thật sự không dễ chút nào. Đa tạ tráng sĩ Nghĩa Hiệp đã tương cứu. Ta là Mã Trích Tinh, chúng tôi tới từ phủ Bột Dương. Nếu thật như những gì huynh đã nói, vậy tráng sĩ liệu có đồng ý lấy công chuộc tội giúp tôi tìm lại vì cô nương huynh đã bắt đi không? Chỉ cần có tiền, chuyện gì ta cũng đồng ý giúp cô. Đám người đó hiện thời đang hướng về Lăng Vân Tự để nghỉ ngơi. Nếu các người nhanh chân đi bằng con đường tắt, nhất định sẽ có cơ hội giữa đường tập kích họ. Nếu như huynh nói thật thì ơn cứu mạng và giúp đỡ này Trích Tinh ắt báo. Đi. Đa tạ. Đi về hướng Lăng Vân Tự. Thả ta xuống mau. Im miệng. Thả ta xuống. Nếu cô còn nói thêm lời nào nữa, ta sẽ một dao cắt đứt lưỡi cô ra rồi bắt cô nuốt xuống. Nói được làm được đó. Lão đại, đừng phí lời với cô ta. Trước mặt là tới Lăng Vân Tự rồi, lát nữa chúng ta dùng thuốc mê làm nha đầu này hôn mê được không hả? Lên đường. Được. Công chúa không sao chứ? Công chúa không sao chứ? Sao giờ các ngươi mới tới vậy hả? Đám gian tặc này dám to gan bất kính với bổn công chúa, một người cũng không được tha. Được. Công chúa, nơi này không nên ở lâu, chúng ta về trước đã. Ta không đi. Các người bắt những tên gian tặc kia lại đã, để chúng chết không yên thân. Xin tha mạng, công chúa. Xin công chúa tha mạng. Công chúa. Ngươi, mau đứng dậy. Công chúa. Lúc này chính là ngươi đánh ta. Công chúa tha mạng. Công chúa tha mạng. Công chúa. Tiễn pháp hay, chuẩn. Thật không tồi, nhưng mà vẫn không bằng quận chúa nhà các ngươi quả quyết lấy mạng cứu người. Công chúa, có bị thương ở đâu không? Không sao chứ? Quận chúa, cô có sao không? Ta không sao. Không sao rồi. À.
Tuy rằng ngươi đã lập công giúp bọn ta, nhưng ngươi liên quan tới trọng án triều đình này, tất nhiên sẽ biết rõ nội tình. Vì vậy bọn ta không thể thả ngươi đi được. Cô kệ thêm vài đao vào cổ ta, ta sẽ yêu cô đó. Ngươi dừng tay lại. Quận chúa, tuy hắn liên quan tới vụ án, nhưng nếu không phải hắn cung cấp manh mối, chúng ta cũng không thể dễ dàng thành công. Nói ra thì hắn cũng đã lấy công chuộc tội, không nên đối đãi như tội phạm. Còn về việc hắn biết bao nhiêu chuyện, ta tin hắn cũng sẽ đồng ý nói ra thôi. Bởi vì đây cũng là một trong các điều kiện để hắn không bị giáng tội. Ta đã nói rồi, những người thuê bọn ta, ta cũng không biết đó là ai. Nhưng mà giờ thân ngày mai, người đó sẽ xuất hiện ở miếu sơn thần trên sườn nam để đón công chúa. Nói tóm lại, giờ thân ngày mai, thấy ai xuất hiện ở miếu sơn thần thì người đó chính là hung thủ thôi. Hải Điệp, Mạc Tiêu, hai người mau tới miếu sơn thần bố trí, chuẩn bị ngày mai bắt người. Rõ. Rõ. Đi. Đa tạ đã giúp đỡ. Thật ra ta vẫn luôn chờ cô tới đa tạ ta. Suýt chút nữa thì hết cả kiên nhẫn chờ. Con người ngươi đúng là nói năng không chút kiêng dè. Nếu như con người của ta mà có chút kiêng dè thì sẽ không bắn phát tên vừa rồi. E là cô đã không thể sống sót mà đứng đây nói chuyện với ta rồi. Nói vậy cũng phải. Ta có thể nhìn ra hai chúng ta là cùng một kiểu người, đều sẽ bất chấp tất cả, không hề có chút kiêng dè. Chúng ta chỉ vừa quen nhau được vài canh giờ, ngươi biết được sao? Lúc nãy cô nghe cái mạng của mình cũng không cần, quyết dùng thân mình để bảo vệ công chúa. Thật ra con người đức tính thế nào, diện mạo thế nào, trước khi chết là có thể nhìn rõ nhất. Thật ra ta không hề muốn chết một chút nào. Ta đã hứa với chàng rồi, nhất định sẽ bình an trở về. Không muốn chết hả? Nếu không nhờ có ta thì lúc nãy cô đã chết đủ hai lần rồi. Món nợ này tính sao đây? Nè, ký vào đi. Nợ. Xem ra từ đầu người đã tính toán sẽ đòi lại món nợ ân tình này. Ta không làm vụ làm ăn lỗ vốn đâu. Nhưng ở trên này chỉ có một chữ nợ thôi, là nợ cái gì chứ? Nếu người ta giúp là nam thì trước giờ đều tính theo ngân lượng, còn nếu là nữ thì tùy vào cô ấy thôi. Cô thích trả cái gì thì trả cái đó. Vậy các nữ tử khác ngươi từng giúp trước đây thường hay trả bằng gì? Họ trả cho ta một vài khoảng thời gian tươi đẹp và cả một vài chi tiết không thể nói cho ai biết. Đi đây. Nè, vậy ta phải làm sao để tìm được ngươi trả nợ ân tình này đây? Ta có giấy nợ của cô rồi, khi nào muốn đòi nợ ta sẽ tự mình tới tìm cô. Đúng là một tên dị hợm. Bản đồ hành quân. Chủ nhân, đây là vị trí hiện tại của chúng ta, dự đoán sau 2 ngày nữa sẽ tới thành Khuê Châu. Chủ nhân, có nên để các tướng sĩ uống chút nước rồi sau đó mới xuất phát không? Thuộc hạ đã tuân lệnh của chủ nhân, phái người đi sắp xếp dịch quán tối nay ở lại rồi.
Thế nào hả? Không ngờ đúng không? Cô có vui không? Cô bất ngờ không? Là ngươi sao? Ừ? Tại sao ngươi lại ở đây vậy? Muốn gặp cô nên tới thôi. Xông vào quân đội của hoàng thất là tôi chết đó. Cô lo cho ta sao? Ta... Yên tâm đi, bột dương đó không làm gì được ta đâu. Đã lúc nào rồi mà ngươi nè, còn... Hôm nay đâu phải ta tới đây đòi nợ chứ. Có thể vui vẻ một chút không? Con đường phía trước thế nào hả? Thưa chủ nhân, tôi đã phái binh sĩ đi trước dò đường. Sau khi xem xét kỹ lưỡng sẽ báo lại tình hình sau. Đường đi còn dài lắm. Nếu cô cảm thấy buồn chán thì mã sư ta sẽ nói chuyện cùng cô cho đỡ buồn. Ngươi nói ngươi là mã sư? Đúng đó. Người đó là ai? Tại sao có trong đội ngũ? Thưa chủ nhân, người đó tên là Tật Sung, là tướng mã sư nổi tiếng trong dân gian. Nhiệm vụ lần này phụ trách quản lý ngựa và mã phu. Đúng rồi, Tật Sung chính là người đã cứu Bảo Na công chúa lần trước. Vì vậy nên quen biết với quận chúa. Thuộc hạ đã âm thầm điều tra rồi. Tật Sung này đã từng giúp triều đình phá vỡ quy tắc trong ngành. Chắc là muốn tìm miếng cơm nên mới tới đây làm mã sư. Mọi thứ đều phù hợp với quy định của triều đình. Nếu đã là tướng mã sư thì nên biết giữ bổn phận chứ. Chỉ cần trên đường cô cảm thấy buồn chán, ta sẽ nói chuyện giải sầu với cô. Điện hạ, Trích Tinh có một việc cần bẩm báo với ngài. Đây bổn là Dương đã biết lai lịch của hắn. Công việc của một mã sư hình như không phải nói chuyện khuây khỏa cùng với Dương Phi. Tiểu nhân Tật Sung tham kiến bột Dương điện hạ. Điện hạ, ngài đã hiểu lầm rồi. Hắn tới đây nói chúng ta biết phía trước có nguy hiểm, để chúng ta đuổi đường khác đi thôi. Chỉ dựa vào lời nói phiến diện, làm sao bổn Dương tin được? Tiểu nhân có thể chứng minh lời mình nói không phải là giả. Đó là Truy Nhật, là một con kim điêu có linh tính ta huấn luyện nhiều năm nay. Mấy canh giờ trước đây, ta đã phái Truy Nhật bay trăm dặm quan sát địa hình xung quanh, mới phát hiện ra con đường phía trước vốn dĩ không thể thông được. Ngươi chứng minh thế nào được? Thưa chủ nhân, binh lính đi thăm dò dự báo chỗ vách đá trăm dặm phía trước. Do trời mưa liên tục nhiều ngày mà đất sụt lở không thể nào đi qua được, cần đổi đường đi tới thành Khuê Châu. Tật Xung, ngươi lợi hại thiệt. Kim điêu này của ngươi quả nhiên thần thông quảng đại. Đa tạ bột Dương điện hạ khen ngợi. Có thể giúp được bột Dương điện hạ và bột Dương Phi là vinh hạnh của tại hạ. Văn Diễn, truyền lệnh của ta xuống. Đi theo hướng tây nam, đi theo đường vòng tới Khuê Châu. Thuộc hạ tuân lệnh. Trên đường đi, bây giờ ngươi ngoại trừ làm nhiệm vụ mã sư ra, bổn Dương lệnh cho ngươi dùng kim điêu thám đường, rồi báo với Mạc Tiêu. Bột Dương điện hạ thứ cho tiểu nhân từ chối. Nè Tật Xung, đây chính là cơ hội tốt để huynh được làm việc cho bột Dương đó. Trừ khi điện hạ đồng ý với tiểu nhân cho thêm 50 ngân lượng nữa. Dù sao đây cũng là việc làm thêm mà. Vậy thì nể mặt ngân lượng, tiểu nhân có thể đồng ý. 100 lượng. Tiểu nhân đa tạ bột Dương điện hạ. Bột Dương điện hạ, Tật Xung túc trí đa mưu, võ công cao cường, cộng thêm Truy Nhật nữa, chắc chắn huynh ấy có thể. Huynh ấy chắc chắn có thể thuận lợi đưa chúng ta tới nơi. Đa tạ quận chúa đã khen. Nhưng mà cô không nên ở trước mặt bột Dương điện hạ khen một nam nhân khác đâu. Khó trách ngại phát ghen không vui. Đó hoàn toàn không phải ngài ấy ghen, mà ngài ấy đang trách ta lo chuyện bao đồng. Ấy, trước đây ta nghe nói điện hạ và quận chúa tình sâu nghĩa nặng, sao hôm nay tận mắt nhìn thấy lại tương kính như tân rồi? Giữa hai người làm sao vậy? Ta cũng không biết nữa. Có lẽ tất cả là do ta làm chưa tốt. Hai người không thể hòa hợp cũng được. Tránh có một ngày bột Dương chôn thân nơi xứ người,
lúc đó cô lại tan nát trái tim. Xuất phát. Khuê Châu. Tham kiến Bột Dương Điện Hạ, Trích Tinh Quận Chúa. Đường xa tới đây ngồi xe mệt mỏi. Mời Bột Dương Điện Hạ và Trích Tinh Quận Chúa lập tức vào phủ thành chủ ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau khi nhị vị nghỉ ngơi xong, Hạ Quan đã chuẩn bị yến tiệc tiếp đãi cho Bột Dương Điện Hạ. Chỉ cần chiêu đãi một mình Bổn Dương thôi, Bổn Dương sẽ tự ở lại trong phủ. Thành Khuê Châu là nhà mẹ của Quận Chúa, hiếm khi được về một chuyến. Đương nhiên lòng vô cùng mong mỏi được về Mã Phủ, không cần phải ở lại bên cạnh Bổn Dương. Trời ơi, Điện Hạ quả là vô cùng yêu thương quận chúa không hề che đậy. Tình cảm sâu đậm, đây là phúc của bách tính Khuê Châu, phúc của Hạ Quan nữa. Điện Hạ, lần này có lẽ cũng coi như lần đầu tiên chính thức tới thành Khuê Châu. Ngoài thành Khuê Châu có một ngọn núi tên là núi Lang Thú, bởi vì đàn sói mà nổi danh. Điện Hạ yêu chiến lang, có lẽ cũng sẽ đồng ý cùng Trích Tinh lên núi đi dạo. Bổn Dương chuyến này không phải tới để du ngoạn sơn thủy. Nếu nàng muốn đi dạo thì cứ tự đi đi. Bột Dương Điện Hạ, mời bên này. Phủ thành chủ. Cùng nhau đi xem sói. Ta chỉ có thể nói vô cùng thơ tình quả ý luôn. Nếu như cùng nhau đi xem mấy con rắn, gặm vài con bọ cạp, hoàng mỹ. Cách quận chúa thể hiện tình ý của mình phải nói là thật sự rất tươi mới thoát tục, khiến tiểu nhân hổ thẹn quá đi. Cứ cười đi, cười tiếp đi. Hiện tại trừ việc hai chúng tôi cùng yêu sói, ta thật sự không nghĩ ra ta và Bột Dương có cùng sở thích gì nữa không. Cô đó chính là quá thông minh, quá lý trí. Quên mất Bột Dương này căn bản cũng chỉ là một nam nhân bình thường thôi. Nam nhân thì không có ai thích nữ nhân của mình quá thông minh đâu. Vậy thì nam nhân thích nữ nhân như thế nào hả? Đương nhiên là mùi vị nữ nhân rồi. Đây là lệnh bài của Bảo Na công chúa, cùng với thư tín mô phỏng bút tích của cô ta. Đó là tất cả những thứ mà ngươi cần. Ngươi giả danh thành quân Ngật Đạn, rồi đưa những thứ đó cho Bột Dương. Hắn tự nhiên sẽ một mình đi tới nơi mai phục. Ngật Đạn. Bột Dương Điện Hạ theo hẹn đến rừng phục hổ. Bảo Na có vật này rồi, nhất định sẽ khiến cho Bột Dương rơi vào thiên la địa võng. Chúng ta sắp đặt tới cái này cũng làm ra được. Ngươi đúng là thần thông quảng đại, xem ra ngươi chính là thợ săn mà Doãn Dương thuê tới đây rồi. Tại sao không hiện thân? Ngươi đã lấy được đồ rồi, có thể chấp hành nhiệm vụ là được. Ngươi quan tâm ta thế nào làm gì? Trình đại tướng quân, ngươi và thủ hạ của mình đều là thích khách số 1 của Tấn Quốc, nhớ đừng thất thủ đó. Ngươi nhận ra ta? Âm thanh này sao lại quen tai như vậy chứ?
sự sắp xếp của Hạ Quan điện hạ hài lòng chứ? Đó không phải mạo quận chúa sao? À, quận chúa đặc biệt vì phu quân tương lai chuẩn bị điệu múa, đúng là có lòng ha. Phải rồi điện hạ, điệu múa này quận chúa đã luyện tập nhiều lần, trải qua không ít khổ cực, tất cả đều là vì điện hạ hết đó. Cứ theo như cái đà này thì quan vận hanh thông, từng bước thăng cao sẽ không còn xa nữa đâu. Mã Trích Tinh thành Khuê Châu xin dân vũ điệu Dương Nữ, chúc một Dương điện hạ chuyến đi này mã đáo thành công. Ôi trời, ô, hay 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 lắm, hay ha 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 hay. Vũ điệu Dương Nữ có ngụ ý cát tường như ý. Đôi chân của quận chúa có vết thương cũ, có vài bước múa đều không đạt chuẩn, không đủ trôi chảy, quá làm bẻ mặt. Nàng không biết mình đã phá hỏng cảm hứng của vũ điệu này và nhã hứng của bổn vương sao? Điện hạ, Trích Tinh vốn dĩ chỉ có ý chúc điện hạ mọi chuyện suôn sẻ. Mặc dù nàng xuất thân ở thành Khuê Châu, nhưng cũng sớm đã gả cho bổn vương rồi. Mong nàng hãy tự trọng thân phận của mình. Làm bột dương phi yên ổn không làm, lại chạy tới yến hội này suốt đầu lộ diện, không làm cho nàng, nàng lại nhất quyết làm. Không muốn nhìn thấy nàng, nàng lại cứ xuất hiện. Tại sao quận chúa luôn thích đi ngược chính thống, chọc giận bổn vương? Điện hạ ngu giận. Điện hạ bớt giận, đừng vì một nữ nhân tự ý làm càn mà để mất hứng thú. Tự ý làm càn, cách hình dung này rất là xác thực. Quận chúa từ nhỏ tánh tình đã quái đản, thành Khuê Châu này ai ai cũng biết hết. Ta khuyên quận chúa tức thời biết giữ sĩ diện một chút, tránh để chọc giận tới bột dương điện hạ, liên lụy tới bách tính cả thành Khuê Châu. Vị công tử này chúng ta có từng quen biết sao? Quận chúa à, cô chỉ nhận ra nam nhân khiến cô đau lòng mà lại không nhận ra những nam dân từng bị cô sỉ nhục sao? Cho phép tại hạ nhắc nhở quận chúa, cái ngày cầu thân đó quận chúa đã nói gì hả? Đoán hộp gỗ và nghe bươm bướm đập cánh. Quận chúa lúc đó tư thái cao ngạo, còn lớn tiếng nói rằng hễ kẻ nào tới mã phủ ta dạm hỏi, tới người nào ta sỉ nhục người đó, rõ là không coi ai ra gì.
ba vị công tử nhắc lại chuyện cũ. Nếu năm xưa có chỗ nào đắc tội, mong ba vị lượng thứ. Chỉ là có thể nhớ được chuyện đó cho đến lúc này, không biết là do ba vị công tử trí nhớ quá tốt hay là lòng dạ quá hẹp hòi. Quận chúa vẫn không thay đổi chút nào, mồm miệng vẫn sắc bén như vậy. Chẳng trách bị Bột Dương ghét bỏ. Trên đời này có nam nhân nào thích nổi loại nữ nhân như cô chứ? Kỳ huynh, nói vậy là sai rồi. Thiên hạ nhất định sẽ có nam nhân yêu kiểu nữ tử giống như quận chúa đây chứ. Đúng, chính là kiểu tài thính như sói đó, có thể nghe được tiếng bướm đập cánh nữa đó. Bột Dương, theo tại hạ thấy, kiểu nam nhân này hả, e là chết sạch hết rồi. Nếu không thì chính là hắn vẫn còn chưa sinh ra đời. Nói hay lắm. Bột Dương điện hạ, để nhất qua khôi thành Khuê Châu lục phù cô nương múa vũ điệu dương nữ này, nếu so với Mã quận chúa, quả là đẹp hơn ngàn vạn lần đó. Đã vậy dung nhan dáng vẻ lại chỉ có hơn chứ không hề kém đâu. Vừa rồi là một màn nhào lộn, bổn vương cũng muốn xem màn hay hơn. À, đúng rồi, điện hạ, bây giờ hạ quan sẽ sai người đi gọi lục phù cô nương ha. Ờ nè, đi mau. Mà. Nào. Quận chúa vẫn chưa về sao? Vẫn muốn tiếp tục ở lại đây quấy rầy nhã hứng của bổn vương sao? Điện hạ, các vị quan khách, Trích Tinh xin phép cáo lui trước. Cạn ly. À, vũ điệu dương nữ cái gì chứ, tỳ nữ nhà ta múa còn đẹp hơn cô ta nhiều đó. Phải đó, khổ cho con mắt của Bột Dương điện hạ rồi, phải chịu đựng suốt thời gian qua. Đúng là nỗi nhục của thành Khuê Châu. Phải mà. Đó, ta còn không dám thừa nhận trước kia từng tới cầu thân nàng ta nữa. Mau dọn hàng đi, nhanh đi. Đã tạ khách rồi, mua được rồi, nhanh lên. Về nhà đi. Đi. Dọn hàng đi. Ngoài thành Khuê Châu có một ngọn núi tên là núi Lan Thú. Điện hạ thích chiến lan, không biết có nguyện cùng Trích Tinh tới đó đi dạo hay không? Lan tử, Tinh Nhi trở về rồi. Tình Nhi, Lan tử ở đây rồi.
bạn sẽ tin. Chết tin. Chết tin. Mã Chết Tinh. Mã Chết Tinh. Chết Tinh. Chết Tinh, tỉnh lại đi. Mã Chết Tinh. Chết Tinh. Cô vẫn ổn chứ? Cô sao vậy? Ta đã thua rồi. Ta hoàn toàn bị đánh bại rồi. Hóa ra Bột Dương trước giờ chưa từng có chân tình với ta. Tất cả là do bệ hạ ban hôn. Từ đầu tới cuối đều là ta tự mình đa tình. Chứ Tình, ta xin lỗi. Ta không nên đưa ra chủ ý kêu cô múa làm hại cô. Ta chỉ không ngờ là Bột Dương lại vô tình tới như vậy. Vậy cô còn về núi Lang Thú làm gì? Đợi tên tiểu tử đó tới tìm cô sao? Ta về núi Lang Thú chính là để tìm dũng khí. Có nữ la là loại hoa mà mẹ ta thích nhất. Cha ta nói có một cái tên khác, tên là Dương Nữ. Dương Nữ chính là sự dũng cảm. Ta cũng cần dũng cảm. Cô hãy từ bỏ đi. Sợi dây đỏ này vốn là trói ta và chàng lại. Thật ra kẻ bị trói không chỉ có hai ta, mà còn có sự tin tưởng yếu ớt giữa bệ hạ và Mã Gia Quân. Dù biết là cả đời này không được phu quân thương yêu, ta cũng không thể nào kết thúc hôn ước. Cho dù Bột Dương có làm tổn thương ta, ta cũng không thể để Mã Gia Quân biết ta sống không tốt. Ta cần có cuộc hôn ước này. Triều đình cũng cần hôn ước này. Mã Gia Quân càng cần có hôn ước này. Tất cả mọi người đều cần Mã Trích Tinh ta dũng cảm bị trói trong hôn ước đó. Cô ở trong phủ Bột Dương căn bản là đang ngồi tù. Người ngồi tù cũng có thể khóc, nhưng khi trở về phủ Bột Dương ta chỉ có thể cười thôi. Chuyên Nhật phát hiện có người, ta đi coi thử. Bên ngoài có người sao? Ừ, là Bột Dương. Người nói gì chứ? Cô đó thật không có tiền đồ. Xem phản ứng của cô đi. Ta nói vậy mà cũng tin được sao? Biểu cảm của cô là sao đây? Lẽ nào cô còn mong tên đó tới đây sao? Dù cho hắn có tới,
Cũng chỉ là sợ cô có chuyện thôi, không biết nói sao với triều đình. Không lẽ còn lý do nào khác sao? Chuyện tình cảm nam nữ phải là tự đôi bên tình nguyện. Cô thâm tình với Bột Dương như vậy, lẽ nào Bột Dương nhất định phải đối với cô tình sâu vô cùng? Chẳng lẽ ngay cả quyền được buồn ta cũng không có sao? Tất nhiên là cô có thể. Cho dù nỗi buồn này vĩnh viễn không thể tan biến, mỗi người đều có lúc yêu lầm. Những nỗi buồn này của cô cuối cùng cũng sẽ có người san sẻ giúp cô. Trước giờ ngươi luôn làm vậy, luôn nói với các cô nương bị tổn thương như vậy sao? Đôi khi ta sẽ uống một ly rượu trước. Tại sao chứ? Để gan to, sợ bị đánh. Cô cười rồi sao? Đã đỡ hơn chưa? Xem ra có vẻ tốt hơn rồi. Ta đi lấy chút nước cho cô. Chúng ta nghỉ ngơi thêm một chút. Để khi nào cô bớt sốt, ta sẽ đưa cô xuống núi. Ừ. Chờ ta. Đa tạ ngươi. Ây. Cô nói xem, tại sao Tư Kế Toàn gặp cô vào lúc cô khóc vậy? Vì Bột Dương sao? Ta cứ tưởng mình sẽ không khóc, là tự ta đòi rời khỏi Bột Dương đó. Nhưng mà trái tim ta vẫn rất đau. Ta chưa bao giờ nghe nói qua có ai có thể chết vì đau thấu tim. Đau tới cùng là cô quên được Bột Dương thôi. Hey, đây vốn dĩ không phải là dây đỏ mà là xiềng xích. Bây giờ xiềng xích đứt rồi, cô cũng chịu rời bỏ Bột Dương. Hay là vậy đi, cô hãy học bổn đại gia đi, sống tiêu diêu tự tại, không âu lo suy nghĩ, mặc kệ hôn ước dớ dẫn, trách nhiệm triều đình gì đó, cứ gạt hết ra phía sau đi. Dù huynh có chặt đứt xiềng xích, nhưng mà Bột Dương vẫn còn đó, hôn ước của bệ hạ vẫn còn đó, triều đình và Mã Gia Quân cũng vẫn còn đó. Rồi có một ngày ta cũng phải trở về thôi. Từ đây tới thành Khuê Châu, đi tới đó cũng phải mất 3 ngày 3 đêm. Ta biết đằng trước có mấy quán trọ, chi bằng chúng ta nhân lúc mặt trời chưa lặn ở lại đó nghỉ ngơi dưỡng sức một lát. Ê, đừng ngoảnh mặt lại nhìn nữa, ngẩng đầu lên, đi thẳng về phía trước. Bởi vì cô là Mã Trích Tinh dũng cảm. Mau đi thôi, bây giờ trời sắp tối rồi. Tới đi. Ra rồi, ra rồi. Cô có hỏi không vậy? Ra rồi, ra rồi. Ra rồi kìa. Chuyện này liên quan tới Thế Tử, cô đi hỏi đi, đương nhiên là phải hỏi chứ. Ra đây hết đi. Người đi đi. Đại tổng quản không rảnh chơi trốn tìm với các người đâu. Nhìn lên. Đại tổng quản, trùng hợp quá, ông ở đây sao? Đại tổng quản à, tất nhiên tha thứ cho tiểu thế tử chưa vậy? Cho ngài đúng gì đó, dạ? Đúng đại đó. Tổng quản, phải bọn nữ tỳ có thể quét dọn phòng cho tiểu phải thế tử khi được chứ? Về vậy khi nào? Hả? Ta nói bao nhiêu lần rồi, đám cô nương nữ tử như các ngươi nói chuyện nhỏ tiếng một chút đi, chậm rãi một chút, phải nhã nhặn, đừng có suốt ngày bô lô bô la như vậy. Nói chuyện chính. Tấn Dương nói rồi,
không cần quét dọn phòng cho tên tiểu tử thối đó nữa. Dù gì thì tên tiểu tử thối đó nói sao cũng không về đây nếu ở. Nếu như nói vậy, đúng Tấn đó. Dương vẫn chưa tha thứ cho tiểu thế tử sao? Vậy canh lê bánh hợp ngân nhĩ mà ngài mang vào trong lại bị đập đổ rồi. Nói ra sao vậy là được? Hôm nay Tấn Dương lại không nói chuyện gì hết. Đại tổng quản ta hầu hạ Tấn Dương cũng mấy chục năm rồi, tới bây giờ vẫn chưa thể hiểu rõ tâm tư của ngài. Vậy đây chính là sự khởi đầu tốt. Canh lê bách hợp ngân nhĩ là món mà Tấn Dương và tiểu thế tử thích nhất. Nhưng từ 7 năm trước, sau khi tiểu thế tử bỏ đi, chỉ cần trên bàn ăn có chén canh này, Tấn Dương đều sẽ tức giận đập chén. Vậy sao? Đúng, đúng đó. Trước đây lần nào cũng đập. Tuy là hôm nay Tấn Dương không nói gì hết, nhưng chí ít không có đập chén đâu. Tốt quá rồi. Chuyện quan trọng nhất, tuy là Tấn Dương nói không cho cái này không cho cái nọ, nhưng mà ngài ấy chưa từng nói là không cho tiểu thế tử về nhà. Đúng là tốt quá rồi. Thì nghĩ là tiểu thế tử có thể trở về rồi. Theo ta thấy thì Tấn Dương thấy nhớ con trai rồi. Tấn Dương có lệnh trao lại quân quyền của Xuyên Long cho Tật Xung. Ta Hàng đại ca có. Kể từ hôm nay, Mã Gia Quân phải nhất nhất nghe theo lệnh Xuyên Dương, không được kháng lệnh. Dạ quận chúa. Quận chúa à, món quà để mừng Xuyên Dương trở về chắc không phải là cho thế tử thống lĩnh Mã Gia Quân đó chứ? Món quà này hình như có gì đó không thích hợp thì phải á. Nói bậy gì đó. Ta dám bảo đảm, món quà này chắc chắn là thứ mà Tật Xung cần. Từ ngày tới nước Tấn tới nay, nếu không nhờ huynh ấy giúp đỡ, sợ là ta đã không chống chọi được tới hôm nay. Bởi vậy cho nên mới nói, quận chúa à, món quà quận chúa tặng ngài ấy nên là cái mà thế tử muốn có, chứ đừng là cái thế tử cần có. Vậy là cái gì? Là trái tim của quận chúa đó. Quận chúa, không phải là cô không nhìn ra chứ, thế tử đối với cô tình sâu nghĩa nặng. Tới Tà Hàng đại ca còn nhìn ra được mà, có đúng không? Muội, quận chúa, tới người thô kệch như ta mà còn nhìn ra được nhìn mà. Nhìn ra được rồi đúng không? Phải rồi quận chúa, có phải chỗ thế tử đang cầm giấy nợ của cô không? Chỉ là Tật Xung huynh ấy không cần tiền, nhưng ta bây giờ có thể cho huynh ấy hồi ức tốt đẹp gì nữa chứ. Hay là như vậy đi, cô viết một tờ giấy nợ trống cho Tật Xung, để ngài tự lựa chọn hồi ức tốt đẹp mà ngài muốn, có được không? Hí nè, lại đây ngồi đi. Cô cứ viết một tờ giấy nợ trống, cứ để ngài muốn cô trả nợ như thế nào thì tự mình điền vô, cô ký tên là được rồi. Tinh. Tới đây. Ồ, Lý tướng quân, mời. Quận chúa, thế tử tới rồi. Tới rồi đó. Tật Xung. Mã Tịnh, Mã Tham Quân, Tiểu Dương có mấy lời muốn nói với quận chúa. Hai người lui xuống trước đi. Tuân lệnh, thế, lệnh tử. Thế tử. Đi mau. Báo ơn cho tốt nha. Hôm nay huynh với Tấn Dương phụ tử đoàn tụ, ta cứ tưởng hai người sẽ uống tới sáng chứ.
Sao ta lại ở trong phòng của cô ấy chứ? Giấy nợ, chủ nợ Tật Xung, người mượn nợ Mã Trích Tinh. Quận chúa, quận chúa, quận chúa à, quận chúa, bình tĩnh, bình tĩnh nhé mà quận chúa. Quận chúa, quận chúa à, quận chúa à, quận chúa, quận chúa, bình tĩnh lại đi. Đừng làm mình bị thương mà, quận chúa, bình tĩnh nhé mà. Quận chúa, trời cũng không giáo chúa vậy, quận chúa, bình tĩnh lại đi mà. Quận chúa, bình tĩnh lại đi. Bây giờ nhìn thấy hắn là ta lại tức điên lên, ta không thể bình tĩnh được nữa. Quận chúa, bình tĩnh lại. Quận chúa, quận chúa à, tử tội trước khi chết cũng biết mình phạm phải tội gì mà. Ta chưa ngủ trên giường của mỗi một đêm, không tới mức phạm tội chết chứ. Bây giờ ngươi còn nói lung tung được sao? Tất cả nước Tấn đều biết là ngươi ở phòng của quận chúa suốt cả đêm không ra ngoài. Ngươi làm ơn thành tâm một chút có được không hả? Ngươi thành tâm một chút đi chứ. Quận chúa, bình tĩnh đi. Thế tử, nếu như ngài thực sự thích quận chúa thì bọn tôi sẽ chúc phúc cho ngài mà. Đúng vậy. Quận chúa, các ngươi đừng có nói lung tung nữa được không? Không có. Mình tự nhớ lại mình đã làm gì đi. Ta muốn khoan. Chuyện xảy ra tối hôm qua, bây giờ ta đã nhớ rồi. Nếu tối hôm qua Tiểu Dương có lỗi với danh tiết của muội, vậy thì quận chúa càng không thể giết ta được. Trừ phi là quận chúa muốn quỷ thi diệt tích, giết ta để mà quỵt nợ. Quận chúa, giấy nợ, chủ nợ Tật Xung, Mã Trích Tinh. Ta muốn cùng Mã Trích Tinh ngao du tứ hải, phiêu bạc thiên giai. Giấy nợ mà tối hôm qua muội để lại, bổn vương đã viết xong điều kiện lên đó rồi. Ta muốn muội đi theo ta ngao du tứ hải, phiêu bạc thiên nhai. Nếu như muội muốn nuốt lời cũng không sao. Vậy thì bây giờ hãy xé giấy nợ này đi. Quận chúa, quận chúa, đừng có xé mà, cô là hoàng nữ, quận chúa không thể nuốt lời như vậy được đâu. Ai nói ta muốn xé hả? Mã Trích Tinh, muội đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Chuyện muội từng hứa với ta, Tiểu Dương vĩnh viễn sẽ không buông tay đâu. Ta vốn chưa từng muốn nuốt lời chuyện đã hứa trên giấy nợ. Ủa, quỷ đồng ý rồi, quỷ đồng ý với ta rồi, quỷ đồng ý rồi, đồng ý rồi, đồng ý rồi. Hôm nay huynh sẽ nhận lại quân quyền Vương Xuyên Long, lát nữa còn phải đi gặp tướng Dương, hãy mau đi về, nhanh chóng chuẩn bị đi. Được, nghe lời muội. Đi mau, đi mau, đi mau. Cô ấy đồng ý rồi, đồng ý rồi. Quận chúa, cô đồng ý với thế tử thật rồi sao? Tốt quá rồi, tôi vui quá. Quận chúa, tôi thấy so với cái tên bột à. Mũi đó, so với đám đàn ông đa tình bạc nghĩa, thế tử tốt hơn nhiều à, đúng không đại ca? Thật là vui quá đi đại ca, thật tốt quá rồi đại ca, thật tốt quá. Lời hứa trên giấy nợ chính là thật lòng, nhưng phải đánh bại Bột Dương trước đã. Đánh thắng trận xong rồi, ngày đó mới trở thành sự thật. Triều đình có lệnh, trận chiến với nước Tấn đã gần kề rồi, bách tính phải dốc sức vì nước nhà. Trong nhà nào có lương thực, hết thảy xung công, phục vụ cho quân lính.
Nhà của thanh niên trai tráng ra. Hết thảy đồng quân thả ta ra đi. Trái lệnh chém đầu. Thả ta ra. Thả ra. Mẹ ra. Mẹ ơi. Thả con trai tôi ra đi. Thả ra. Mẹ ơi. Thả con trai tôi ra đi. Mẹ ơi. Thả con trai tôi ra đi. Chào đón hoàng nữ về thành. Dọc đường vất vả rồi. Đa tạ tướng Dương quan tâm. Không vất vả. Cự Nghiêu đã báo cho bổn Dương biết tất cả mọi chuyện. Lần này Bột Dương thua trận thất thường, bắt cóc hoàng nữ, khiến hoàng nữ sợ hãi bao ngày nay. Thứ cho bọn ta thất trách, không kịp ngăn cản hành động bắt cóc của Bột Dương. Tướng Dương không có tội gì hết. Trên chiến trường thay đổi thất thường, tình hình ở đó chúng ta không thể nào kiểm soát được. May mà Tật Xung đã kịp thời đưa ta về. Bột Dương, gian kế của hắn vẫn chưa thực hiện được, ta không tổn hao gì. Vừa nhận được tin báo Bột Dương thua trận, sợ là không còn nơi nào để đi. Không ngờ đã quay về nhận tội. Chắc hẳn không thoát khỏi tội làm phản. Trận chiến Bá Tương, quân địch tổn thương nguyên khí, quân ta lật đổ Bột Dương, khiến Sở Quỳ trọng thương. Quả là hả lòng hả dạ quá. Quả nhiên hắn ta vẫn chọn lựa quay về, tiếp tục làm ta sai cho hổ. Bột Dương đó chọn quay về Ninh Hốt lấy lòng thì đã đành đi, còn liên lụy tới hoàng nữ, làm hại lão này phải quay về doanh trại đối mặt với lời gièm pha của tướng sĩ. Quân hầu, ở quân doanh đã xảy ra chuyện gì? Trận chiến Bá Tương, các tướng sĩ nhìn thấy hoàng nữ được Bột Dương cứu được và đích thân mang đi. Nhưng mà bây giờ hoàng nữ lại bình an quay về, các tướng sĩ không rõ nội tình. Họ còn cho rằng Bột Dương và hoàng nữ tình cũ không rủ cũng tới. Quân hầu nói vậy là sai rồi. Lẽ nào hoàng nữ phải chết dưới đao của Bột Dương mới chứng minh được là cô ấy bị ép hay sao? Ngươi, Phụ Dương, có thể để Trích Tinh về phòng để người trị thương trước không? Suốt dọc đường cô ấy thương tích đầy mình, mệt mỏi vô cùng. Cứ để Nhi Thần bàn bạc cách đối phó. Hoàng nữ, xin mời cô về phòng. Tân Dương, đây. Mau đưa hết những tên lén lút ăn nói linh tinh đó tới đây gặp ta. Mã Tịnh, quận chúa. Quận chúa, cô không ở đây, những ngày cô không rõ sống chết, tôi ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Hả? Cô sao rồi? Cô có ổn không? Cô ổn không hả? Ta không sao, cô yên tâm đi. Tạm gác chuyện này lại đã. Ta hỏi cô,
chuyện ta bị Bột Dương bắt cóc, mọi người nói thế nào hả? Thì toàn mấy lời đồn nhảm thôi, cô không cần quá để ý đâu. Rốt cuộc bọn họ nói gì? Thì bọn họ nói đồn đại mấy chuyện liên quan tới tình cũ của cô và Bột Dương, nói rất là khó nghe. Thế tử, ngài đừng trách các tướng sĩ nghĩ nhiều. Bột Dương cứu hoàng nữ đi trong lúc giữa chỉ mành treo chuông, đó là vì các tướng sĩ tận mắt nhìn thấy, đồng thời cũng là cây kim cắm trong lòng mọi người. Một trận chiến là mạng của hàng ngàn hàng vạn người. Hoàng nữ thân là chủ tướng của ba quân, phải khiến người ta bảo vệ bằng cả sinh mệnh. Lần tới tái chiến, các tướng sĩ rất lo lắng. Vậy thì lẽ nào quân hầu cũng cho rằng Trích Tinh cũng thất thường như Bột Dương sao? Sẽ làm ra hành vi khiến cho người ta nghi ngờ trên chiến trường. Vậy có phải Bột Dương vẫn còn lưu lý hoàng nữ hay không hả? Không giết chết trên chiến trường mà lại bắt cóc cô ấy đi, ăn nói linh tinh. Quận chúa ở Bá Tường, giàu sinh ra tử, suýt chút nữa là bị kẻ gian làm hại, ngài lại đánh giá cô ấy như vậy sao? Lẽ nào Phụ Dương cũng suy nghĩ như vậy? Bổn Dương tin tưởng hoàng nữ, nhưng mà nếu hoàng nữ muốn dẫn binh, vậy thì cô ấy không thể khiến người ta có chút nghi ngờ nào. Được rồi, con hiểu rồi. Đại hôn, có thể ngăn được những lời đồn đại ở trong quân doanh hay không hả? Các người nghi ngờ Mã Trích Tinh và Bột Dương còn dương vấn với nhau thì sẽ dao động lòng quân. Vậy ta sẽ dùng đại hôn để chứng minh hết thảy. Ta muốn thành thần với Mã Trích Tinh. Được mà, đúng là nói sằng nói xiên. Thế tử ngày ấy, ngày ấy làm sao? Đại hôn. Còn chưa biết người ta có bằng lòng lấy người hay không. Nè. Mùi tới lúc nào vậy? Từ khi huynh thở dài tới lần thứ 371. Đây là cam ngọt được tiến cống từ hướng nam phải không? Sao lại nhỏ vậy? Nghe nói năm nay gặp hạn hán, thu hoạch cam không tốt lắm, đương nhiên sẽ nhỏ hơn rồi. Cũng không ngọt như ngày xưa. Làm gì có, ta thấy ngon đó chứ. Nếu đã đưa cam ngọt tới đây rồi thì chỉ đành chấp nhận thôi. Giống như không phải chuyện gì cũng như ý, nhưng mà nó đã ở ngay trước mắt. Vậy thì chúng ta hãy cùng vui vẻ chấp nhận. Nhưng có lẽ muội sẽ có sự lựa chọn tốt hơn là trái cam này. Không, đây là lựa chọn tốt nhất vào lúc này rồi.
Lúc nãy ta đã nghe nói dân chúng lo lắng chuyện ta bị bắt đi, ta thấy rất áy náy. Ta tự nói với chính mình không được để họ thất vọng về ta nữa. Và cả các tướng sĩ tiền tuyến tin tưởng ta, càng không được để họ nảy sinh bất kỳ nghi ngờ gì về lập trường của ta. Vị trí hoàng nữ này, sống và tồn tại là vì họ. Đa tạ huynh, trước nay đã giúp đỡ ta vô số lần. Đa tạ tất cả những gì huynh đã làm hôm nay. Cũng đa tạ huynh bằng lòng lấy nhân duyên của mình ra để bảo vệ danh tiết của hoàng nữ, hoàn thành ước nguyện của ta. Cả đời của ta có hai từ không muốn nghe thấy từ miệng của Mộ Nhất, chính là đa tạ. Đã là lúc nào rồi, sao vẫn còn khách sáo như vậy chứ? Hôm nay chuẩn bị, ngày mai thành hôn, có được không? Được chứ. Đa tạ hoàng nữ đã lấy đại cục làm trọng, gả cho Cự Nghiêu để trấn an lòng quân. Tấn Dương, Dương Thế Tử, xin đừng đa lễ. Thế Tử, ngài làm vậy là vô lễ đó. Sao ta lại vô lễ chứ, hả? Vô lễ là những tên khốn quỷ sự trong sạch của người ta. Nếu không phải vì lời nói của họ, Trích Tinh cũng không cần phải đối mặt với chuyện vô sĩ đó, càng không cần phải lấy ta để bình ổn mọi chuyện. Tật Xung, Di thần hiểu tâm tư của con trai, nó đang cảm thấy bất bình thay hoàng nữ. Thật sự Di thần cũng không còn cách nào khác. Trích Tinh hiểu mà, ta cũng không hề trách tội bất cứ ai. Chuyện tới nước này, chúng ta chỉ có thể giải quyết nó thôi. Nhưng mà Tấn Dương và Dương Thế Tử, đừng nói những lời đa tạ thêm nữa. Quận chúa ha, cô xem con rối này đáng yêu chưa nè? Đáng yêu quá, giống quận chúa và thế tử thật đó. Đúng vậy. Đẹp quá. Dân chúng trong thành Thái Nguyên biết hoàng nữ và thế tử sắp thành thân, vui mừng tới nỗi đi đâu cũng chúc mừng hết. Đương nhiên rồi, hoàng nữ xuất giá đối với dân chúng mà nói là chuyện lớn rồi, đúng không? Đúng đó. Đa tạ trời đất cho chúng ta được gặp nhau và yêu nhau. Cài lên tóc đi. Nhưng mà hoa văn và màu sắc e là không hợp lắm đâu. Theo lễ thì phải làm như vậy. Nhưng mà quận chúa à, cài lên thật sự không đẹp cô đâu. Cô cứ cài lên đi, tôi thấy cũng đẹp, đẹp mà. Đẹp ở chỗ nào chứ, xấu lắm mà. Ê, không phải, cô coi nè, xấu chỗ nào hả? Không phải đẹp lắm hay sao? Đẹp đâu. Ai, được rồi mà, cứ nghe lời quận chúa đi. Trước khi quận chúa ở phủ Bột Dương từng tổ chức hôn lễ. Cái gì, từng thành thân rồi sao? Sao hôn lễ sao lại như vậy được? Các cô chưa có ai từng thành thân đúng không? Cứ việc nghe ta đi. Có phải nhìn đẹp lắm không? Quận chúa à, vậy chúng tôi ra ngoài trước đây.
Tên tiểu tử này hấp ta hấp tấp cái gì vậy? Không sao. À, không sao thật mà, là... không sao. Khắc Lãng. Hả? Thái tử đâu rồi? Ta không rõ, tìm ngài ấy làm gì? Vừa rồi ta nói lỡ lời khiến quận chúa không vui. Không phải thái tử thích nhất làm cho quận chúa vui sao? Thái tử đi đâu rồi hả? Cô đừng tìm ngài ấy, bây giờ thái tử bận rộn lắm, bận tới mức không có thời gian rảnh luôn. Không phải ngươi vừa nói không biết thái tử đang làm gì sao? Bây giờ ngươi lại nói thế tử bận rộn tới mức không rảnh. Chẳng phải thế tử vẫn luôn bận rộn sao? Ngày ấy nhiều việc như vậy, đúng không? Cái gì đây? Hả? Đâu có gì đâu. Không có gì, để ta coi thử coi. Thôi được rồi, được rồi. Chẳng có gì đáng coi đâu. Bách hoa lục. Bách hoa lục, đúng. Ngươi thích trồng hoa sao? Gì chứ? Đúng. Ngày thường ta rất thích trồng mấy thứ hoa cỏ gì đó. Quận chúa nhà bọn ta cũng thích trồng hoa lắm. Nam tử thích trồng hoa cũng không có sao hết. Để ta coi thử có những thứ gì ở đây. Xuân cúc 18 giỏi thổi sáo, phù dung 16 giỏi ngâm thơ. Xảo phụng. Trong này còn có ngọc hoàng nữa. Hả? Đây là cái gì? Trời ơi. Đây. Úp, đây là mở. Chính là gì để tìm cái này sao? Nói, đây có phải là thế tử muốn hay không? Đúng hả? Không đúng. Là ta muốn đó. Đây là ta muốn mà. Ngươi muốn sao? Ngày mai đại hôn mà hôm nay muốn ăn mặn có phải hay không? Tuyệt đối không phải. Quận chúa. Nè Mã Tịnh. Lần này biến khéo thành dụng rồi. Thế tử. Quận chúa à, cô coi nè, đây là chuyện tốt mà Tật Xung và Khắc Lãng làm ra đó. Cái tên Tật Xung này không ngờ trước ngày đại hôn muốn tìm mấy cô nương này. Quận chúa, cô nói coi, đàn ông trong thiên hạ đều giống như nhau. Cô mới nế cũ thay đổi thất thường. Cứ tưởng Tật Xung một lòng một dạ với quận chúa, quá ra vẫn là nhìn lầm người rồi. Cô coi với cô nương trong đây có người nào quốc sắc thiên hương bằng quận chúa hay không? Bây giờ chắc quận chúa thất vọng về Tật Xung lắm rồi. Đừng làm ầm lên, mang đem trả đi. Rồi xin lỗi Khắc Lãng và thế tử luôn. Đừng nói là ta đã coi qua. Tại sao phải xin lỗi chứ? Không ngờ cái tên Tật Xung kia trước đêm đại hôn mà lại đi coi cái thứ này để chọn cô nương. Quân ấy là thế tử, không phải là tên Tật Xung kia. Quân ấy dùng cả thành danh và duyên phận để bảo vệ ta. Ta phải chịu ân huệ của quân ấy thì không thể gây sự vô cớ. Hơn nữa, đàn ông lưu luyến hoa thơm là chuyện bình thường, không cần phải kinh ngạc đâu. Quận chúa à. Được rồi, ngày mai là một ngày đại sự, đừng bởi vì chuyện nhỏ này mà làm hỏng chuyện. Nhưng mà trước kia có người tới bách qua lầu thì cô đã... Chuyện của phủ Bột Dương không được nhắc tới nữa. Nàng vẫn băn khoăn chuyện bách qua lầu sao? Còn dám cười nữa. Nếu không thì chàng đi tìm những cô gái thanh lâu kia, ở chỗ đó nhiều mật ngọt lắm. Có ngọt tới đâu, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng ánh sáng của sao thì lại là vĩnh hằng. Quận chúa, tôi cũng biết tôi không nên đem ra so sánh như vậy. Tôi cũng không hy vọng cô nhớ về quá khứ, vì dù sao người đó có một mối thù sâu đậm với chúng ta. Nhưng mà cô còn nhớ hay không, lúc đó khi cô nghe được Bột Dương và Mạc Tiêu tới bách qua lầu, thái độ của cô hoàn toàn khác so với thái độ hôm nay. Khi mà cô nghe nói Tự Xung cũng muốn tới mấy cái chỗ đó để mà tìm cô nương, tuy rằng tôi chưa từng có mối tình sôi nổi mãnh liệt nào hết, nhưng mà tôi nhìn ra được, thật ra cô không hề yêu thế tử. Cô chưa từng nghĩ cho bản thân mình bao giờ. Lần trước
đính thân với Bột Dư cũng như vậy, mà lần này đính thân với Tật Xung cũng là như vậy. Quận chúa à, số cô đáng thương quá à. Nhà đầu ngốc, ta có gì đáng thương chứ? Tật Xung cũng đã hy sinh nhân duyên của mình mà. Tật Xung mới là phu quân thực sự của ta. Tương lai của ta, hôn sự của ta, trước giờ đều không phải do ta tự mình làm chủ được. Cho dù là hoàng nữ tiền triều hay là quận chúa của Mã gia, đều là việc ta cần phải gánh vác. Quận chúa, một mình trốn ở đây uống rượu giải sầu, chưa từng thấy tân lang nào mà u sầu như ngài. Tại sao ngươi không để thuộc hạ dọn dẹp đi? Đại tổng quản như ta chính là người chịu vất vả, không nhìn nổi đồ đạc để bừa bộn, cuộc đời của ngài lộn xộn thì ta không quản được. Nhưng cung Tấn Dương này thì không được đâu. Đúng vậy, cuộc đời của Lý Cự Nghiêu ta đúng là rất lộn xộn. Ta lại yêu phải một Mã Trích Tinh theo khuôn phép cũ. Tại sao cô ấy không thể phóng túng một chút chứ? Phải nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Ngài đó, chỉ biết lấy tính khí và cuộc đời của mình so sánh với người khác. Đó là sự sáng suốt xử sự của người ta. Sáng suốt? Mã Trích Tinh cô ấy hoàn toàn là một kẻ ngốc. Cô ấy không hề có một chút tình cảm hay là muốn chiếm hữu ta. Trong lòng cô ấy vẫn chưa quên được người kia, chỉ là ngoài miệng không muốn thừa nhận thôi. Thay vì ở đây lảm nhảm như một cô nương, có bản lĩnh thì ngài đi nói rõ trước mặt người ta đi. Đại tổng quản, ngươi đừng dùng kế khích tướng nữa. Ngươi tưởng là ta chưa từng nghĩ tới sao? Từ khi tìm thấy cô ấy trên núi Cơ, ta đã muốn nói rõ tất cả với cô ấy rồi, để tự cô ấy lựa chọn. Nhưng mà ngươi hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy khi nhớ nhung tên đó. Ta không thể nào nhẫn tâm nói ra sự thật được, bởi vì cô ấy sẽ đau khổ tột cùng. Nói thật? Nói thật chuyện gì? Đại khái đó chính là cô ấy không yêu ta, không nên làm thê tử của ta. Ngài đúng là ngốc. Đại tổng quản tin rằng mỗi một quyết định ngài đưa ra bây giờ đều là tốt nhất với cô ấy hiện giờ. Chỉ là cô ấy là hoàng nữ, cô ấy là phượng hoàng, cũng là con chim ở trong lòng. Không, cô ấy không phải con chim trong lòng. Khi ngươi mở cửa lòng, nó sẽ do dự một lúc rồi bay đi. Mã Trích Tinh, cô ấy là chim trong tranh. Cô ấy không thể bay, cũng không định bay đi. Sẽ đợi ở phía trên, bị hiện thực ăn mòn, đục khoét. Ngài không cứu được cô ấy đâu. Cô ấy sinh ra là vì sự tồn tại của cả bức tranh. Ngài cắt bỏ nó đi thì bức tranh sẽ bị hỏng. Bức tranh vẽ chim này sẽ không có ý nghĩa tồn tại nữa đâu. Nhưng mà ta chỉ muốn cô ấy vui vẻ. Thế tử, trình thám nói Bột Dương bị Sở Quỳ dễ về Thiên Lao, ngày mai hành hình. Đây, tuy hắn đáng tội bị xử vậy, nhưng đây là một tin xấu. Tạm thời hãy giấu hoàng nữ chuyện này trước đã. Ít nhất đừng nói vào ngày mai một ngày tốt trọng đại. Thật là
dày dò người khác quá đi. Điện hạ. Giờ lành đã tới, phu thê hòa thuận. Khoan đã. Trước khi cử hành đại lễ, ta có một chuyện nhất định phải nói cho Mã Trích Tình biết, bởi vì nó rất quan trọng đối với cô ấy. Đêm qua nhận được mật báo, giờ ngọ hôm nay là giờ Bột Dương sẽ bị hành hình. Giờ ngọ? Vậy không phải là bây giờ sao? Tốt, chết tốt lắm. Bột Dương đó đáng tội như vậy, tới nay thù lớn của hoàng nữ đã báo, lại cùng Xuyên Dương thành hôn. Đây đúng thật là song hỷ lâm môn ha. Ha 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 ha. Đây cũng nằm trong dự đoán. Đây là vận mệnh mà hắn tự chọn. Ngày đó trên chiến trường Bá Tương, hắn không thể chết trong tay ta. Hôm nay bị xử hành hình.
Đúng là một tên đáng ghét. Bây giờ ta uống rượu mừng hay là uống rượu cúng của huynh đây? Hôm nay ta biết tin huynh phải chết, ta cảm thấy khó chịu lắm. Ta không muốn Trích Tinh cũng khó chịu. Từ nay trở về sau, ta sẽ chăm sóc cô ấy tử tế, không để cô ấy buồn vì huynh nữa. Ta nói được làm được. Bẩm báo thế tử, có tin tức từ mật thám. Vốn dĩ Bột Dương phải chịu tội chết, nhưng mà ở khắc cuối cùng đã chuyển thành làm nô. Quả nhiên thế sự khó lường. Thế tử, tối nay ngài là nhân vật chính, vào phòng uống cùng mọi người đi. Tối nay chúc mừng không phải là đại hôn của ta, mà là chúc tên đáng ghét đó đại nạn không chết. Tân Lan bị gì vậy chứ? Không biết Tân Nương đang đợi mình sao? Hôm nay là một ngày trọng đại, người nhiều cũng náo nhiệt hơn, cho nên phải uống thêm vài chén để chàng ấy vui một chút đi. Ta không sao. Hôm nay là ngày vui của cô mà, sao có thể lạnh nhạt như vậy chứ? Ai lạnh nhạt chứ? Trời ơi, ý chàng là Bột Dương vẫn chưa chết, chỉ là bị lưu đày tới Kiềm Nô Doanh. Nàng không cần phải đắn đo như vậy, nên bộc lộ cảm xúc như thế nào ta đều có thể hiểu rõ. Cho dù là một người hay chúng ta không quen biết sắp chết thì cũng sẽ cảm thấy bất an mà. Huống chi là giữa nàng và Bột Dương đã trải qua nhiều chuyện quá khứ. Tuy là huynh ấy thoát được cái chết, nhưng cũng không có kết cục tốt đẹp hơn. Chúng ta uống cạn chung này, coi như huynh ấy đã chết một lần rồi. Mối thù hận trong lòng của nàng có phải cũng giảm bớt rồi không?
rượu mạnh quá. Rượu mạnh mới tốt, mới nhanh say. Nàng biết ta thích nàng như thế nào. Vào lúc hoa nở trăng tròn thế này, cô nam quả nữ ở cùng một phòng, nếu ta không tự chuốc say uống rượu hết mình bên ngoài, về phòng lại uống chén rượu mạnh, thì làm sao ta kiểm soát được. Tại sao phải kiểm soát? Bởi vì ta muốn đợi tới lúc nàng thật sự yêu ta, chứ không phải vì lý do gì mà làm thê tử của ta. Tới lúc đó sẽ là lúc ta thật sự có được nàng. Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, nhìn thấy nàng đỏ mặt tim đập vì ta thì ta đã mãn nguyện rồi. Đừng sợ, cuộc sống sau này còn dài. Đêm nay nàng cứ yên tâm ngủ một giấc đi. Bột Dương đã tiếp nhận đô bá, kết liên minh với ta. Vừa rồi, ta đem tặng một ít rượu cho Kiềm Nô Doanh. Nàng giết cũng khá lâu rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Nếu đã liên minh, tất nhiên không thể coi nhẹ người của Kiềm Nô Doanh. Họ ở nơi khá sập xệ, chàng xem thử giúp thiếp. Ngoài những thứ thiếp giết trong đây, còn cần bổ sung thêm gì nữa không?
Trích Tinh, hai phu thê chúng ta lâu lắm rồi không có ngồi với nhau ăn bữa cơm. Phu thê chúng ta cùng nhau xử lý công vụ, giúp đỡ lẫn nhau còn ý nghĩa hơn cùng nhau ăn bữa cơm nữa mà. Trích Tinh à, ta cảm thấy giữa phu thê chúng ta hình như là thiếu cái gì đó. Thiếu gì chứ? Chàng làm gì vậy? Không có gì. Chỗ này bị dơ nè. Đa tạ chàng. Vậy để tiếp nghĩ thêm, con còn cần bổ sung gì nữa hay không? Tấn Dương khó khăn lắm mới thuyết phục được Bột Dương đồng ý chống địch cùng chúng ta. Chúng ta phải thỉnh giáo Bột Dương nhiều hơn, làm sao phá Minh Châu rồi đoạt Tú Dương. Được rồi, vậy nàng làm đi. Nè. Hả? Nhớ uống trà thiếp pha cho chàng đó. Quận chúa. Mã Tịnh, cô làm gì vậy? Vừa rồi lúc Tật Xung làm như vậy với cô, đúng ra là cô, hoặc là cô chu môi ra như vậy, hoặc là cô nên nhắm hơi con mất lại đó. Cô đang làm cái gì vậy hả? Cô nói lung tung cái gì vậy? Tật Xung vốn không có ý đó mà. Quận chúa nhà chúng ta đúng là không hiểu chút phong tình gì. Bây giờ tên Bột Dư kia trở lại gây xáo trộn. Tôi thực sự rất lo lắng cho hôn nhân giữa Tật Xung và cô quá đó. Hả? Không có gì, tôi nói là mình đói rồi. Tật Xung, có sương mù rồi. Chúng ta phải mau chóng tìm được người của Bột Dương. Chúng ta chia nhau ra tìm. Không được, một mình nàng đi, ta không yên tâm. Cứ để nó, thay chàng bảo vệ thiếp. Võ công của thiếp cũng là do chàng dạy mà, chàng phải có lòng tin ở thiếp chứ. Lát nữa gặp. Trích Tinh, nhất định phải cẩn thận. Dừng. Quay lại. Chúng ta đã đi xa, Bột Dương chắc đã yên tâm xuất hiện rồi. Điện hạ, hay là điện hạ cứ đi trước một bước, để Diêu Cơ quay lại Rừng Trường Sinh. Không, Bổn Dương phải đích thân đi. Biết đâu có bất ngờ đang đợi Bổn Dương thì sao. Toàn quân quay lại. Văn Diễn, tỉnh lại đi. Chủ nhân tới cứu chúng ta, chúng ta bình an rồi. Văn Diễn, Văn Diễn, Văn Diễn, Văn Diễn. Sao lại có máu đen?
Hắn trúng độc rồi. Chủ nhân, sở hữu Khuê sợ chúng tôi thoát chết trong gang tấc nên ép chúng tôi uống kịch độc. Nhưng lúc đó Văn Diễn đã cho chúng tôi uống thuốc giải giấu trong người của Quỳnh ấy rồi. Thuốc giải? Là thuốc giải hắn giấu ở chân sau? Đúng vậy. Thuốc giải đó tuy có thể giải bách độc, nhưng kinh lạc không thông thì thuốc không có tác dụng. Vì vậy với người đã đứt kinh lạc, mất hết võ công như Văn Diễn thì không có tác dụng. Không có tác dụng? Không có tác dụng tại sao huynh ấy, tại sao huynh ấy không nói với chúng tôi chứ? Nếu hắn nói với các người sự thật, sao hai người có thể chịu sống sót? Văn Diễn, lần này tới rừng Trường Sinh bắt Bột Dương, chuẩn bị tên sẵn sàng. Chỉ cần nhìn thấy Bột Dương, giết không tha. Mã Trích Tinh, Thái Bạc, cô tới rừng Trường Sinh, những người khác theo Bổng Dương bắt hoàng nữ. Điện hạ, đây có thể là kế dụ địch, hay là chúng ta rút trước đi. Hiếm khi cô ta ở một mình, bắt sống hoàng nữ chắc chắn sẽ làm giảm sĩ khí quân Tấn. Cả Tấn sẽ theo Bổng Dương xuất phát. Đi. Chủ nhân, bây giờ phải làm sao đây? Phải nghĩ cách báo ngay cho Bột Dương. Mã Trích Tinh đang gặp nguy hiểm. Bảo vệ cô ta, đừng để cô ta chạy. Mã Trích Tinh, thật không ngờ cô thật sự chỉ có một mình. Những mũi tên này vốn dĩ chuẩn bị cho Bột Dương, nhưng không ngờ lại dùng cho cô. Đây cũng là duyên phận của hai người đó. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Ta chặn hậu, huynh dẫn Trích Tinh đi trước đi. Lần này cũng nên tới lượt ta giao Trích Tinh cho huynh rồi. Tật xuân, tốt lắm, ngươi đã tới đông đủ, không uổng công Bổn Dương bày thiên la địa võng. Dừng tay! Bảo Na công chúa, kẻ nào dám động vào một cọng tóc của họ, ta sẽ tự cứa cổ. Thử đi, nếu bổn công chúa chết ở đây, đừng nói là ngươi, dù là Sở Quỳ cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Cô, được, đi. Văn Diễn,
thân là chủ nhân, không thể chăm lo cho ngươi. Là chủ nhân có lỗi với ngươi. Một đời huynh đệ, ta lấy máu để tiễn biệt ngươi. Máu đen dấu hiệu sẽ chết. Xem ra ngày chúng ta gặp lại không còn xa nữa. Tỷ thực sự không đi thăm Mục Dương hay sao hả? Không cần. Hải Điệp và Mạc Tiêu đều ở đó. Mã Trích Tinh, Mục Dương đã đỡ một mũi tên gì tỷ? Huynh ấy vừa mất đi huynh đệ, lại còn bị thương gì tỷ? Tỷ lại có thái độ không thèm quan tâm. Tỷ có thể đi sao? Tỷ nên đi sao? Bây giờ tỷ là Xuyên Dương Phi. Quyết Khải thâm thù giữa tỷ và huynh ấy, khiến tỷ càng không biết nên đối diện huynh ấy thế nào. Phải, tỷ rất lo lắng cho huynh ấy, càng lo lắng cho Văn Diễn đã từng chăm sóc tỷ nhưng mà đi rồi. Tỷ nên thể hiện ra sao? Khoảng cách giữa tỷ và huynh ấy vốn dĩ chỉ có thể như vậy mà thôi. Mã Trích Tinh, giờ là lúc tỷ nên lý trí hay sao hả? Trước giờ tỷ chưa từng có lựa chọn, nên có cảm xúc như thế nào? Phải, lời tỷ nói rất là có lý, nhưng mà muội không thích Mã Trích Tinh của hiện giờ đâu. Những gì Bổn Vương nợ nè, đã trả hết cho nàng ở Bá Thương rồi. Ý chàng là sao? Trước trận đại chiến Bá Thương, cố ý thả mật thám để hắn có
rời xa ta, đến bên cạnh quân ấy. Bột Dương vì bảo vệ dân chúng Tố Dương nên mới ở cạnh Sở Quỳ. Vụ án Mã Phủ tuy không phải là do Bột Dương đích thân ra tay, nhưng quân ấy canh cánh trong lòng bị Sở Quỳ lừa gạt, khiến cho nàng mất đi người nhà. Vì vậy đại chiến Bá Tường, quân ấy quyết định lấy mạng đền bù. Quân ấy thà để cho muội hận mình, coi khinh mình, cũng không muốn nói ra chân tướng mọi chuyện. Nàng hiểu lầm rồi. Thật ra Bá Tường bụng Dương Phi nói rất đúng. Gác lại việc công, mối huyết hải thông thù giữa chúng tôi là sự thật mãi mãi không thể thay đổi. Còn chuyện sẽ khiến Dương Phi rơi vào tranh đấu dụng vặt thì đừng nhắc tới nữa. Trinh Tinh, nỗi khổ của Quỳnh ấy, những bù đắp của Quỳnh ấy cũng đã đủ lắm rồi. Buông bỏ đi. Sao có thể buông bỏ được? Không có gì là không thể. Ta cũng tưởng rằng ta sẽ mãi mãi không thể nói ra. Nhưng khi ta nhìn thấy, vì mối hiểu lầm và hận thù với Quỳnh ấy đã biến một người thiện lương như nàng trở nên vô tình lạnh lùng như vậy, ta đồng cảm với Quỳnh ấy. Ta càng thấy thương xót cho nàng bị thù hận trói buộc. Lời nói dối của ta, hôn nhân của chúng ta đã trở thành chiếc lồng giam cầm nàng. Trên thế gian này, người hy vọng nàng tự do tự tại, không muốn nàng trở thành chim trong lồng nhất là ta. Tới cuối cùng, người đã khiến cho nàng sống trong sự gian dối và đau khổ này cũng chính là ta. Bây giờ ta muốn mở chiếc lồng này ra, trả lại tự do cho nàng.
sau khi buông tay chắc đau tới mức không muốn sống nữa. Huynh đang xem gì vậy hả? Nữ nhi đừng có hỏi nhiều. Huynh vừa mới thất tình đã xem tuyển tập mỹ nữ Ngật Đạn rồi. Thì sao? Không được hả? Làm nhăn mất rồi. Báo vật bản hiếm của ta. Vẻ đẹp như vậy mà. Đừng tỏ vẻ nữa. Đừng có làm phiền ta. Được thôi, mỹ nữ thì phải có thêm mỹ tủ mới được đó. Bổn công chúa đem rượu ngon nhất chỗ này tới cho huynh nè. Như vậy mới đúng chứ. Ta không khách sáo đâu. Nói thật đi, trong lòng của huynh không dễ chịu gì đúng không? Bổn công chúa hỏi huynh, tại sao huynh lại quyết định nói ra sự thật vậy? Bởi vì Bột Dương và Trích Tinh là cùng một kiểu người. Cùng một kiểu người? Bột Dương chọn cách giấu giếm cũng là vì Trích Tinh. Trích Tinh chọn cách đè nén là vì ta. Nhưng mà cả hai người đều không vui vẻ. Ta về để hoàn thành tâm nguyện cho họ, ta cũng không vui. Suy cho cùng thì hai người họ đều bị gông cùm định mệnh trói buộc, khiến hai người đều không thể lại gần nhau. Như vậy cả ba người bọn ta đều quá đau khổ. Do đó ta quyết định chặt đứt gông cùm của họ. Tuy là hiện giờ Trích Tinh vẫn chưa buông bỏ, nhưng ít ra ta có thể trả lại sự thật và sự tự do lại cho nàng ấy. Ít nhất nàng ấy không còn là chim trong lòng bị thù hận trói buộc nữa. Vậy trong lòng huynh không thấy đau sao? Đau chứ, nhưng qua một thời gian cũng sẽ buông được thôi. Thật ra đời người còn rất nhiều thứ còn quan trọng hơn là tình cảm yêu đương, lãng mạn nam nữ. Vở tuồng nào cũng để Bột Dương sắm vai hết rồi, anh hùng bi kịch cũng cho Quỳnh ấy đóng. Lần này ta buông tay, có lẽ ta là người phóng khoáng không ai địch nổi. Huynh là một nam nhân phóng khoáng nhất ta từng gặp. Nắm tay lại, ta chỉ có Mã Trích Tinh. Thả tay ra, ta có bầu trời đầy sao. Bầu trời đầy sao của ta. Không được tùy tiện nhìn người phụ nữ khác. Nè, bảo nè. Huynh, trả bầu trời lại cho ta. Nè, đây là bảo vật của ta đó. Nè, không trả. Trả cho ta. Không trả, bảo không trả. Trả.